Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipcar. Khi mà nghiên cứu tâm lý người dùng xe sang thì chúng tôi rất bất ngờ nhận ra rằng những người chuộng xe Lexus có phong cách hoàn toàn khác so với những người chuộng xe sang châu Âu. Nói nôm na hoặc là dân dã thì gọi là không thể chung mâm. Điều đó được thể hiện như thế nào và một chiếc xe mang đậm phong cách của Lexus có những cái ưu và nhược điểm gì, có cái gì đặc sắc? Chúng ta cùng nhau trải nghiệm mẫu xe ES250 F-Sport để đi tìm câu trả lời. Thông tin đầu tiên mà chúng ta cùng tìm hiểu đó chính là định vị của xe. Thì Lexus ES250 F-Sport cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu xe trong phân khúc này, ví dụ như là Audi A6, BMW 5 Series hay là Mercedes-Benz E-Class. Tuy nhiên, Lexus đã có ý tạo ra một chút lợi thế về mặt kích thước bằng cách là tăng chiều dài và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Cụ thể là chiếc xe này có tổng chiều dài lên tới gần 5m và chiều dài cơ sở lên tới gần 2,9m. Ngay bên sườn xe thì chúng ta sẽ thấy logo đặc trưng của thương hiệu Lexus F, và chiếc xe này đã được nâng cấp với một số những trang bị của thương hiệu này, ví dụ như là mặt ca lăng, cản trước, cản sau, cánh đuôi, gương chiếu hậu, toàn bộ la răng và một số chi tiết khác. Tuy nhiên, tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy trên mẫu xe này mới chỉ là cấp độ 1 của thương hiệu Lexus F. Ngoài ra thì còn có 3 cấp độ nữa. Ở cấp độ cao hơn thì chúng ta có F-Sport Performance, là những mẫu xe mà có hệ thống động lực được nâng cấp, ví dụ như là RX500H hay là ES500. Cấp độ cao hơn nữa đó chính là RenF, thì đó là những mẫu xe thể thao cao cấp mà hãng chế tạo với hơi hướng là tạo cái khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, ví dụ như là ESF, GSF hay là RCF. Và cấp độ cuối cùng đó chính là Ultimate F, thì đây chính là đỉnh cao của thương hiệu Lexus, ví dụ như là siêu xe LFA. Bây giờ chúng ta cùng xem một chiếc xe được thiết kế theo phong cách thể thao thì hệ thống động lực của nó ra sao. Đây là động cơ A25A FKS, một động cơ khá nổi tiếng mà hãng đã áp dụng trên một số dòng xe. Đi cùng với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước. Các thông số về công suất hay là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Như vậy là cũng ở mức trung bình trong phân khúc và trong tầm giá này. Một trang bị đặc biệt ở đây đó chính là bộ lốp kích cỡ là 235/40 R19. Và con số tiếp theo đó chính là chữ Y, có nghĩa là bộ lốp này giúp chúng ta có thể thoải mái lái xe an toàn ở tốc độ lên tới khoảng 300 km/h. Hệ thống treo cũng có chút khác biệt so với các đối thủ Tây Âu. Phía trước là kiểu MacPherson và phía sau là kiểu độc lập có thanh cân bằng giảm chấn. Hệ thống treo này nó thể hiện ra sao? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần trải nghiệm. Trải nghiệm đầu tiên như thường lệ đó chính là khả năng cách âm. Thì chúng tôi đánh giá cao chiếc xe này ở hai khía cạnh. Thứ nhất là cách âm thân vỏ xe, do là thân xe thiết kế khí động học rất tốt. Và tiếp đó là cả kính lái và kính cửa sổ đều là kính cách âm. Chính vì vậy, ngay cả khi di chuyển với tốc độ rất cao trên xa lộ, lên tới hơn 100 km/h, thì gần như không có tiếng rít gió ở hai bên cửa sổ và vỏ xe cũng gần như không có tiếng ù. Khía cạnh thứ hai đó là cách âm vách ngăn động cơ. Nhờ có hệ thống giá đỡ động cơ chủ động và các vật liệu cách âm mà tiếng vọng từ động cơ cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, khía cạnh thứ ba chúng ta buộc phải đánh đổi, đó chính là phần lốp xe. Thì như phần đầu chúng tôi đã chia sẻ, chiếc xe này được trang bị bộ lốp hiệu năng cao, thành rất thấp. Mà bộ lốp này khi mà di chuyển an toàn với tốc độ lên tới 300 km/h, đồng nghĩa với việc thành lốp nó sẽ rất dày. Vì vậy mà bộ lốp này nó sẽ ồn hơn một chút so với các loại lốp thông thường. Mặc dù có tiếng ồn của lốp, nhưng mà chỉ số độ ồn mà chúng tôi đo được bằng thiết bị chuyên dùng vẫn ở mức khá tốt. Cụ thể là ở tốc độ 50 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 60 dB. Và ở tốc độ 100 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 65 dB. Về mặt động lực, trong khi các hãng xe đối thủ đến từ Tây Âu ưu tiên về sức mạnh, thì Lexus lại ưu tiên về độ tin cậy và tiết kiệm, đúng phong cách của người Nhật trong rất nhiều năm qua. Theo hãng công bố thì chiếc xe này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 9,1 giây. Trong điều kiện di chuyển thực tế chúng tôi thử nghiệm thì chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 50 km/h mất khoảng 3,8 giây, và từ 0 đến 100 km/h mất khoảng 9,4 giây. Như vậy là lệch một chút xíu, chỉ một chút xíu so với con số mà nhà sản xuất công bố. Và chúng tôi cho rằng đây là cái con số hợp lý với một động cơ 2.5 lít nạp khí tự nhiên của Lexus. Dĩ nhiên là trong điều kiện thực tế thì điều kiện mặt đường có thể là không thực sự bằng phẳng. Và ngoài ra thì có thể là có sức cản của gió nữa, cho nên là không thể trùng khớp với con số công bố cũng là chuyện dễ hiểu. Như vậy là về khả năng tăng tốc thì rõ ràng là chiếc xe này sẽ không bằng một số đối thủ đến từ châu Âu. Nhưng bù lại thì đây là một động cơ tin cậy và đã được người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới đánh giá rất cao trong khoảng gần chục năm qua. Và ngoài ra thì yếu tố mà chúng tôi đánh giá rất cao động cơ này đó chính là độ mượt. Trong mọi điều kiện vận hành thì nó đều rất mượt mà. Và động cơ này chúng tôi đánh giá là kết hợp mà rất ăn ý với hộp số tự động 8 cấp Select Shift.
Trên chiếc xe này thì hộp số Select Shift đã được cải tiến về giải tỷ số truyền. Cụ thể là hãng đã mở rộng giải tỷ số truyền thêm 20% nữa. Điều này đồng nghĩa việc khi mà di chuyển ở tốc độ thấp thì động cơ sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng mà khi mà di chuyển ở tốc độ cao thì động cơ sẽ ưu tiên về cái mức tiêu hao nhiên liệu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát. Chúng tôi đang di chuyển ở tốc độ rất cao. Tốc độ lên tới khoảng 100 km một giờ. Nhưng mà số vòng tua chỉ khoảng 1.500 vòng một phút. Và tốc độ lên tới 120 km một giờ thì vòng tua vẫn dưới 2.000 vòng một phút. Đây chính là những cái điều kiện lý tưởng để chúng ta có một cái mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Và một điểm mà tôi cảm thấy rất thích khi mà điều khiển chiếc xe này, đó chính là chức năng lựa chọn chế độ lái. Đây, được bố trí ngay ở đây. Ví dụ tôi vừa mới chuyển sang chế độ thể thao, hộp số ngay lập tức thay đổi lùi xuống 1 hoặc là 2 cấp số tùy điều kiện di chuyển và động cơ phản ứng mạnh mẽ hơn. Cũng trong điều kiện di chuyển như vậy, nếu như xoay ngược lại sẽ là chế độ Eco, động cơ lại làm việc hiền hòa và dịu dàng hơn. Cho dù là trong mọi điều kiện di chuyển, tốc độ thấp, trung bình hay là tốc độ cao thì trợ lực vẫn ở mức nhẹ nhàng, độ linh hoạt lại rất tốt. Số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải chỉ khoảng 2,65 vòng. Như vậy là khi di chuyển trong những cái điều kiện, ví dụ như là quay đầu xe trong phố hoặc là ôm cua với những khúc cua gắt chẳng hạn, thì chúng ta vẫn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Đặc tính này hoàn toàn phù hợp với mục đích thiết kế của xe. ES được thiết kế để dành cho các doanh nhân thành đạt, những người mà muốn tìm kiếm cái sự tinh tế, dễ chịu và thoải mái trong những chuyến đi, chứ không phải là để dành cho những người đam mê trải nghiệm cảm giác lái thể thao. Như phần đầu của video thì chúng ta đã thấy là chiếc xe này được trang bị bộ lốp đậm chất thể thao, có thành thấp. Và bên cạnh đó là hệ thống treo được thiết kế tối ưu ở phần sau, có hệ thống van một chiều. Chính vì vậy mà cái độ kiểm soát ổn định thân xe phải nói là tuyệt vời. Ngay cả khi mà di chuyển với tốc độ rất cao hoặc là đi qua những đoạn đường mấp mô thì tình trạng bồng bềnh hay là chỏng chành gần như không xảy ra, phải nói là như vậy. Về trang bị an toàn thì chiếc xe này cũng được trang bị rất nhiều công nghệ để hỗ trợ người lái. Danh sách trang bị an toàn quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Bây giờ khi mà di chuyển trên địa hình giao thông thực, điều kiện an toàn hạn chế, cho nên là chúng tôi chỉ thử một số những tính năng tiêu biểu thôi. Đầu tiên là hệ thống điều khiển hành trình chủ động, tiếp đó là hệ thống cảnh báo lệch làn đường, và tiếp theo là hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường. Thực ra thì những công nghệ này bây giờ đã không còn là hiếm nữa rồi, mà nó đã trở nên rất phổ dụng trên rất nhiều dòng xe phổ thông có mức giá dưới 1 tỷ. Công nghệ mà tôi thường xuyên sử dụng đó chính là hệ thống điều khiển hành trình chủ động. Ví dụ tôi đang bám theo xe phía trước, và tiếp đó tôi sẽ thử lệch làn. Ngay khi lệch làn thì đèn báo nhấp nháy trên bảng đồng hồ, và hệ thống sẽ tác động một cái lực nhẹ để ghì vô lăng trở lại làn đường. Và hệ thống này cũng có chức năng định tâm làn đường. Ngoài những tính năng an toàn tiêu biểu mà chúng tôi vừa mới chia sẻ thì gói an toàn của chiếc xe này còn có một tính năng mới, đó chính là nhận diện xe phía trước để bám đuổi theo, tăng sự an toàn trong trường hợp mà khi xe phía trước đi vào đoạn đường cua nhẹ mà các vạch kẻ đường ở bên dưới đã bị mờ. Hỗ trợ quá trình lái xe còn có hệ thống bản đồ tích hợp sẵn trên màn hình của xe, rất nét. Ở đây thì có cả cảnh báo giới hạn tốc độ, đó, rất thuận tiện cho quá trình lái xe. Bên phải bản đồ chúng ta có thể thấy một số những thông tin quan trọng để giúp quá trình lái xe thuận tiện hơn. Ví dụ như là chúng ta đang lái xe trên con đường nào này, và còn khoảng bao nhiêu cây số nữa thì đến trạm dừng nghỉ này, hay là đến trạm thu phí, vân vân. Tuy nhiên xét về khía cạnh chi tiết của bản đồ thì lại không được như mong đợi theo đánh giá của chúng tôi. Nếu như chúng ta muốn tìm địa chỉ chi tiết hơn, cụ thể hơn thì có thể kết nối màn hình với điện thoại di động để sử dụng hệ thống bản đồ Google Maps. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm những khía cạnh về tính năng vận hành. Theo ghi nhận của chúng tôi thì mức tiêu hao nhiên liệu thực tế trung bình của chiếc xe này khoảng hơn 7 lít trên 100 cây. Như vậy là cũng ở mức hợp lý với một động cơ 2.5 lít nạp khí tự nhiên. Và bây giờ chúng ta cùng xem chiếc xe này có những cái trang bị gì nổi bật ở mặt ngoại thất và nội thất, và những ưu và những điểm. Điểm nổi bật ở ngoại thất đó chính là đèn chiếu sáng sử dụng toàn bộ công nghệ LED, đa khoang, projector, tự động bật tắt và cũng tự động điều chỉnh để không làm lóa mắt xe ngược chiều. Cường độ chiếu sáng chúng tôi đánh giá là cũng rất tốt. Tuy nhiên, cái đèn chiếu góc có lẽ là nó chỉ đủ dùng trong điều kiện sử dụng trong đô thị khi mà đi vào những con ngõ nhỏ. Còn khi mà ôm cua trên đường đèo thì chúng tôi rất mong muốn là cái đèn chiếu góc nó sáng hơn một chút. Và một trang bị rất quan trọng để làm tăng sự tinh tế khi vận hành đó chính là cả kính lái và kính cửa sổ đều là kính cách âm. Ngay khi mà ngồi vào khoang nội thất thì chúng ta sẽ thấy mang đặc trưng của Lexus. Đây là phiên bản nội thất có nhiều chi tiết sáng màu. Nhưng khi mà nhìn tổng thể, ta vẫn thấy là toát lên một cái màu hơi trầm. Đây chính là cái khoang nội thất mà rất phù hợp trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam, nhiều bụi bẩn, đồng thời là phù hợp hơn với những quý vị là doanh nhân
bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian để chăm sóc xe. Ghế được thiết kế sâu lòng, theo phong cách thể thao, bo cao ở hai bên lưng và hai bên đùi. Và một điểm rất khác biệt so với một số đối thủ đến từ Tây Âu, mặc dù thiết kế theo hơi hướng thể thao nhưng mà nệm ghế lại rất mềm. Khi mà ngồi lên thì ta sẽ cảm thấy rất thoải mái. Và đây là yếu tố mà chúng tôi đánh giá rất cao khi mà chúng ta thường xuyên di chuyển trên địa hình hỗn hợp, có nhiều ổ gà, gờ giảm tốc hoặc là đường xấu. Tuy nhiên, ở đây có một chút đáng tiếc. Cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều có chức năng sưởi. Vô lăng cũng vậy, cũng có chức năng sưởi, nhưng lại không có chức năng làm mát. Mà theo quan điểm của tôi thì chức năng làm mát ghế sẽ quan trọng hơn trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè. Về việc điều chỉnh tư thế lái thì vô lăng điều chỉnh 4 hướng hoàn toàn bằng điện. Cả ghế lái và ghế hành khách đều điều chỉnh điện 8 hướng, có cả điều chỉnh độ phồng lưng ghế. Và ghế lái có chức năng nhớ 3 vị trí. Vô lăng cũng bọc da và thiết kế theo phong cách thể thao với lẫy chuyển số. Trên vô lăng thì chúng ta sẽ thấy một số những đặc điểm nhận diện, ví dụ như là logo của thương hiệu Lexus F. Bên cạnh đó là tất cả những nút bấm của những chức năng. Trong đó bên phải vô lăng phải kể đến đó là những cái nút bấm của hệ thống an toàn hỗ trợ người lái. Ở trung tâm talo là màn hình giải trí kích thước tới 12,3 inch. Và chất lượng màn hình chúng tôi đánh giá là rất tốt. Chúng ta có nhiều cách để điều khiển màn hình, có thể là trực tiếp ở trên màn hình hoặc là cái bàn cảm ứng ở đây. Màn hình này cũng có kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto. Tuy nhiên, chất lượng camera ra sao? Chúng ta hãy quan sát. Chất lượng camera lùi chúng tôi đánh giá là đủ dùng thôi. Và lại một lần nữa, rất tiếc là với mức giá hơn 2,7 tỷ mà chiếc xe này không có camera toàn cảnh 360 độ. Nhưng bù lại thì bên trái của cái màn hình có một chiếc đồng hồ. Tiếp đó, đây chính là cái khu vực mà tôi cảm thấy rất đồng tình với các nhà thiết kế của Lexus. Mặc dù là màn hình cảm ứng, kích thước lớn, hoạt động tốt, nhưng mà các nút bấm vật lý vẫn được tích hợp ở đây để điều chỉnh điều hòa. Gần nhất là nút bấm điều chỉnh nhiệt độ. Như vậy là chúng ta không bị mất tập trung trong quá trình lái xe. Lại có một chữ nhưng ở đây. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập làm việc rất mạnh, làm mát rất sâu, nhưng lại không có chức năng lọc bụi mịn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một chi tiết được gọi là của hiếm ngày nay. Ổ đĩa CD. Đó. Có lẽ là Lexus vẫn muốn giữ lại để dành cho những quý vị đam mê trải nghiệm âm nhạc theo cách cổ điển. Ngoài ra, ở khu vực này chúng ta còn thấy một số những cái trang bị hay là tiện ích khác, ví dụ như là phanh dừng điện tử, giữ phanh tự động, chức năng tự ngắt động cơ. Và một chi tiết thú vị mà tôi rất thích đó chính là cái hộc chứa đồ tích hợp tỉ tay này, có thể mở theo hai hướng. Hướng thứ nhất từ hướng của người lái và hướng thứ hai từ hướng của hành khách phía trước. Khoang sau khác biệt rất lớn giữa Lexus với các đối thủ đến từ châu Âu, đó chính là về độ rộng. Khi mà tôi điều chỉnh tư thế ngồi lái phù hợp thì khoảng cách giữa lưng ghế trước và lưng ghế sau lên tới 86cm. Và không gian này rộng hơn khoảng nửa gang tay so với BMW 5 Series hay là Mercedes-Benz E-Class. Và ngay cả ghế sau thì cũng được thiết kế sâu lòng để tạo cảm giác ngồi chắc chắn và thoải mái hơn. Độ ngả lưng ghế cũng ở mức rất phù hợp. Một vài tiện ích ở khoang sau phải kể đến đó chính là các cửa gió điều hòa, các cổng sạc và khu vực tì tay tích hợp hộc đựng chai nước. Ở đây có cả một cái hộp đựng đồ nho nhỏ. Như vậy là khi chúng ta đi cùng gia đình thì không gian khoang sau trên ES tiện nghi và thoải mái hơn so với một số đối thủ đến từ châu Âu. Ở đây có một cái cửa nhỏ để chúng ta có thể tiện lấy một số đồ trong khoang hành lý hoặc là để xếp một số những vật nhỏ nhưng mà rất dài. Cửa khoang hành lý có rất nhiều cách mở, hoặc là bấm trên chìa khóa, hoặc bấm ở đây, hoặc là nút bấm ngay cạnh vô lăng, hoặc là đá chân. Độ sâu của khoang hành lý lên tới 108cm và độ rộng ở vị trí rộng nhất lên tới 165cm. Và bên trong này có rất nhiều những cái móc để chúng ta có thể trang buộc đồ một cách chắc chắn. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm chiếc xe Lexus ES250 F-Sport, một chiếc xe hạng sang với phong cách thể thao ở trong phân khúc E. Tổng kết lại thì đây là một chiếc xe rộng rãi, tiện nghi, vận hành vô cùng êm ái và rất phù hợp cho dù là sử dụng với mục đích cá nhân hay là cho gia đình. Và tất cả những chia sẻ trên đây là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự hấp dẫn và xứng đáng với giá tiền hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo.